động để suy nghĩ về cuộc đời. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe một giai điệu thánh thoát nhẹ nhàng của Đức Huy và Con Tim Đã Yêu Trở Lại để nhớ đến những lời, những tình yêu bao la của Thượng Đế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.